cuộc đời thì tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trong vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào, cuộc tình đầu. Thủy bây giờ về đâu? Thủy bây giờ về đâu? Em là chim bói ca, anh là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muôn trùng chia xa.
I love you too, of course. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã cho ngồi một bài hát thật tuyệt vời như ngày hôm nay. Và một niềm vui nữa là cảm ơn công ty D&D đã giúp cho Ngọc Anh có một bộ neo rất là hợp với bộ đồ, phải không quý vị? Dạ, cảm ơn quý vị thật là nhiều. Cảm ơn quý vị.